Xin chào tất cả các chị yêu của thương hiệu thời trang gì đây. Và ngày hôm nay thì gì đây cho ra mắt một mẫu áo sơ mi hoa nhí với tông màu hoa nhí nâu nhé các chị yêu của em nhé. Cả nhà mình có thể để ý xem này, với những họa tiết hoa nhí nâu này rất là dễ mặc cho các chị, kể cả từ những khách hàng từ trẻ tuổi cho đến các chị trung tuổi, chúng ta mặc đều rất là hợp lý. Và chiếc áo này là một trong những chiếc áo thiết kế riêng để dành cho mùa hè, với thiết kế ở đây đó là tay cộc cũng như là dòng chất liệu đây là lụa các chị yêu nhé, voan lụa cho em rất là dễ mặc cho cả nhà mình đó. Một mẫu áo sơ mi này được em pha mix với một cái chiếc chân váy màu nâu này, vô cùng dễ phối đồ luôn các chị ấy. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể mix cho em với một chiếc quần âu màu đen, hoặc các chị có thể mix cho em với một chiếc chân váy màu đen cũng rất là ok nhé các chị nhá. Đó, mời cả nhà có thể tham khảo cho em cả thân trước và thân sau của sản phẩm nhé các chị yêu nhá. Một trong những cái áo sơ mi rất là dễ mặc dành cho các chị. Và khi Di đây cho ra mắt mẫu này thì cũng có đủ size từ S cho đến 2XL các chị yêu của em nha. Tình yêu nào yêu thích mẫu áo sơ mi hoa nhí nâu với thiết kế phần bèo ở trước cổ như này, hãy liên hệ với Di đây ngay các chị yêu của em nhé.